đó. Thế vừa thấy có gì? Thấy gì? Quả trắng gì? Tôi bự gì? Đâu? Vừa xem nó coi rắn đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại hôm nay mình với lại Tuyển đi thăm bẫy rắn mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Nếu mà có thì anh em sẽ quay lên cho mọi người xem nhá. Nghe nói ở khu vực này. Đây. Anh kia đây người. Có một idol nổi tiếng ở đây và chỗ này nó tiện. Đấy, hôm nay anh em mình đi xem bẫy rắn mọi người nhá. Anh bẫy chỗ khu nào? Đi thôi anh Thư à? Ui trời mới lắm quá. Em nghĩ là chỉ lắng này khoảng là con rắn nó phơi lắng này. Không gì ăn được. Ông mà nghĩ vậy là không có tổ ong rồi ngay nhỉ. Xoài nó tỏ không ngủ chứ. Anh đánh 2 chiếc ở cái địa này à? Anh chuyên anh đánh nữa mà. Không đánh ở vào bên kia. Đi tiểu rồi. Chết rồi. Nắng quá. Chú ơi cầm về thôi. Hết rồi. Có gì chỉ lắng quá mọi người. Vâng. Anh có đánh đây á. Ừ, anh trên kia cơ. 3 chết được cả 3 con luôn. Dễ qua rồi, dễ không cô ơi. Vừa anh em mình đi theo mấy rắn chứ không con nào mà gọi. Thì anh mình vừa cứu một chú chó mà gọi. Cô ấy cứu được, cái anh ấy cứu được đâu. Cô ấy cứu được rồi gọi. Nhìn xuống cái giếng kìa. Anh mình ra cho xem, người ta xem con. Ê, chó mọi người xem con chó của anh mình cứu được rồi nhá. Để vào cho nó ấm mọi người nhá. Ê, vừa cố hứa cứu con chó đây này. Anh mình đi xem mấy rắn mà chẳng con nào cả, buồn quá. Đấy rồi này. Đây rồi nhá. Đấy. Anh mình nó bắt không ai xin mình sẽ về nuôi mọi người nhá. Anh mình ở đây đợi xem có chủ nhà ra người ta nhận con chó về không. Bên này có á, anh mình đi thăm đi. Đi. Đợi tôi cố ấy sửa ấy tí nhá. Cố ấy sửa à? Rét quá à? Mọi người cố ấy nhảy hẳn xuống cái giếng này để cứu con chó đây này. Chết dở này. Mũ này. Đây, xem bên đằng bên kia xem có à, cầm tiền này. Được hết rồi. Cả gia sản cho bên đấy thế không ạ? Bên đằng bên kia anh. Đây, đánh ngay sau cạnh nhà này. Cạnh nhà đi, đi xem thử anh ơi. Đi chơi nhẹ, đi chơi nhẹ. Cái mìn đây rồi. Mìn à. Đây mọi người nhá, anh em mình bây giờ mùa rét anh mình đánh bẫy rắn nhưng mà tầm 2-3 cái rồi mà chưa con nào cả. Rất là khó khăn mọi người nhá. Ui. Được thiếu rồi. Được à? Xong cóc sống chết rồi. Sống. Sống à? Tầm chục cái bẫy được mọi người ơi. Mà chưa thấy con gì cả. Mùa này rắn nó ít đi ăn. Mùa rét rồi mọi người ạ. Tối rồi. Tối rồi. Quý nhân. Đứng yên. Cái gì? Đứng yên. Cái gì cô ơi? Trên đầu anh. Rắn trên đầu. Đâu? Anh Đâu? Ui. Đầu ui. Quay không? Quay rắn không? Sáng quá rồi. Nó thò đầu xuống đầu anh mà. Chết rồi. Quay rắn không? Thò đầu xuống đây. Đâu không? Này chết rồi. Ui, rắn mọi người ơi.
Ui bây giờ cầm gì to ở đầu anh á. Ui ui bây giờ rắn quá. Nó to xuống con này không phải chết đâu. Không phải chết đâu, phơi nắng. Ê, chạy kìa. Nên. Đừng bắt nó anh ơi. Ui, lấy chéo nữa. Chẳng nó chết đâu. Ê, anh cầm đi. Nó đi trên cây này. Ui, con này. Ui, nó leo kìa. Nó khủng nó ăn kìa. Ui, trời. Bẫy không được mà nó dắn trèo trên cây mọi người nhá. Ôi giời ơi, con to thế. Đúng luôn, nên nó cây giỏi lắm. Đây là rất hổ trâu rồi nhá. Con lôi xuống mày. Lôi ngược vẩy nó. Tách người đấy. Sắp xuống ngay, nó sắp xuống cái cối đấy. Sao con lâu xuống rồi. Ui giời. Ui. Bắt được chưa? Bắt chưa? Gọi anh xuống nhá. Ôi sao giờ gọi anh được rồi. Anh à, anh à, anh đuôi. À, gãy mẹ chân rồi, hiểu gãy chân rồi. À, chết rồi, hiểu gãy chân rồi. Đây đây, hiểu ngã từ trên cao xuống nhá. Giật mình. Anh cố mình sẽ chân cái thôi. Sao không vậy? Sao mà chân vậy? Thế vừa thấy có gì? Thấy gì? Con rắn ghê, to bự ghê. Đâu? Vừa thấy con coi rắn đâu? À. Ơi, sao không? Đùa đây nhá. Anh cháu thế. Đây này. Ui. Anh chả bỏ chết này. Phơi nắng như con này anh đột. Ui này. Ui nó đầu nó kìa. Mổ. Ui. Nó đớp. Chú coi nghỉ tí nhá. Chờ tí bắt xong anh em mình về. Về bóng bó. Chắc nó chỉ hơi đau tí thôi. Cùng nắm thì mất một trận nữa kìa. Không xuống á. Đấy nó nươn ra đây sắp xuống rồi này. Ôi lên đây cây nó nột kìa. Nó đi đâu nó nột từ đấy kìa mọi người. Thấy chưa? Ui, ui. To dã man luôn mọi người ạ. Cái gì chặt thế nhỉ? Cuốn nuôi canh ấy, đấy. Ui này, con này nó trốn đi này. Con này đang lột mọi người ạ. Đấy nó đi tới đâu, nó lột tới đấy mọi người nhá. Ủa, đi đây đi ra chỗ Hiếu đi. Này Hiếu ơi. À. Ui, tổ đây, chân nó sao rồi? Nóng thế nhỉ? Cho rắn vào túi không à, em mình chở Hiếu về nhé. Ừ, đi ra cho rắn túi đi. Để anh Hiếu cầm rắn cho. Ôi, Hiếu đau chân. Đúng không? Thế rồi anh em mình ở mãi mà không qua đến xin chó, có khi anh em mình mang về nhà nuôi mọi người ạ. Anh Hiếu thì chắc là... Giật mình. Anh giật mình ngã xuống có gì không? Đầu vẫn còn ná kìa. Thôi anh em mình về đi. Cho xa xa đâu, nó mổ phát rồi anh Hiếu, Hiếu không kịp né đâu. À, anh em mình dừng clip đây để đưa Hiếu đi ra ngoài trạm xá xem tình hình của Hiếu như thế nào nhé mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Ui, chào tất cả mọi người nhé, anh em mình phải đưa anh Hiếu về đó. Ui, Hiếu, tưởng ngất cơ.
Thôi đưa, thôi anh em mình về. Cho rắn vào đi rồi, về đi. Trường hiếu ngất cơ.